Chào mừng các bạn trở lại web 8 Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn Thứ nhất là cái cách để làm lại một bài thử thách Thứ hai là hướng dẫn các bạn làm thử thách ngẫu nhiên Đầu tiên thì các bạn quan sát ở đây mình đang có sẵn một cái bài thử thách mà mình đã làm rồi Đấy bấm trả lời này đấy, Thì nó sẽ vượt qua bài thì Trong cái bài này cái phần mà mình làm ấy nó là cái phần thẻ A đấy, Bao quanh cái thẻ IMG này thì bây giờ làm sao để chúng ta khôi phục lại được cái cốt ban đầu để chúng ta có thể làm lại thử thách này thì các bạn chọn vào dấu ba chấm ở đây chọn làm lại thử thách thì lập tức là nó sẽ loại bỏ đi cái cốt mà các bạn làm nó trở về cốt ban đầu và từ đó là các bạn có thể bắt đầu làm lại thử thách này nhé còn cái hướng dẫn số 2 là sau một thời gian các bạn hoàn thành nhiều thử thách ở f 8 rồi các bạn muốn ngẫu nhiên làm lại một số cái thử thách thì các bạn có thể nhấn vào dấu ba chấm này rồi các bạn chọn thử thách ngẫu nhiên đó thì khi đó là hệ thống nó sẽ chọn ngẫu nhiên cho các bạn à, mỗi một lần các bạn nhấn vào đó thì nó sẽ được ngẫu nhiên đến một cái bài thử thách mà các bạn đã từng vượt qua trong cái khóa học này ok thì cảm ơn các bạn đó xem xin chào